ngậm mồm anh nhỉ. Bài, ý chào Tôm nhá. Hẹn Tôm ngày mai ra đây ngồi chơi với ý nhá. Ừ rồi thì ý cười tươi thế. À, xin chào quý vị khán giả. Cháu là Như Ý, chiều nay cháu ra gốc đa cháu ngồi để ngắm dài. Hôm nay thì thời tiết nó rất là đẹp. Nước biển thì lên cao lắm. Đấy. Chỗ này thì rất là phong cảnh rất là hữu tình. Có cả lợn này, có cả gà này, có cả nước biển này. Thỉnh thoảng lại có cái mùi chung chủ này. Ý chào các bác đây. Ý chào các bác. Đây mà. Ý chào các bác nha. Cháu hiện nay là cháu đang chuẩn bị vào lớp piano số 1. Cháu được 1 tuổi rồi đấy. Cháu vừa đến với sinh nhật được 3-4 hôm nay đấy. Cháu mấy nay cháu cũng chịu khó luyện ngón phết đấy. Đấy. Ý nhìn đây. Ý nhìn. Ý chào các bác đây. Hello. Ý chào mọi người. Thế hỏi mọi người là mọi người đã ăn cơm chưa? Thế giờ này mọi người ăn gì chưa? Còn Ý thì Ý còn đang chờ cháo đấy. Ý vẫn còn đang ăn cháo, Ý chưa được ăn cơm nguội đâu. Ý mới có được mỗi răng. Rơi rồi. Để ba lấy cho cái, lấy cái khác nha. Rơi rơi rơi. Ui rơi rơi. Ui rơi đây rồi đây rồi đây rồi. Ôi cháu chào bác. Ý chào bác đây. Cháu chào bác. Bác ăn cơm chưa?